chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình năm 2019. Thưa quý vị, vị trí mà Cẩm Vy và Trúc Đức đang đứng ở đây là mũi Viết tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy. Và như quý vị đang thấy trên màn ảnh nhỏ thì thời tiết lúc này vẫn đang mưa và nắng hạt hơn. Tuy nhiên thì dọc hai bên bờ sông lúc này theo quan sát của chúng tôi thì vẫn rất đông người dân có mặt ở hai bên sông. Người đội mũ, người đội nón, áo mưa, cầm dù, tất cả đều đang hào hức chờ đợi cuộc so tài đầy gay cấn của các thuyền đua bơi tham dự lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. Và bản thân Cẩm Vy cũng là một người con của quê hương Lệ Thủy thì lúc này đây cũng cảm thấy phấn chấn vô cùng. Trúc Đức thân mến, con anh thì sao đứng giữa một không khí trời mưa to như thế này và nhìn thấy người dân của quê hương tôi, cảm nhận của anh bây giờ ra sao ạ? Vâng, đúng là trời mưa rất nặng hạt nhưng mà hòa chung trong không khí của người dân quê hương Lệ Thủy thì cảm giác của Trúc Đức lúc này cũng rất là hồi hộp và hào hức. Và thưa quý vị và các bạn, đã trở thành một truyền thống đẹp thì hàng năm cứ đúng vào ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trên dòng sông Kiến Giang lịch sử và thơ mộng, người dân huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình lại náo nức tổ chức lễ hội bơi đua thuyền truyền thống. Và không biết từ bao giờ thì quê hương Lệ Thủy đã lưu truyền một câu ca dao mang khẩu khí vui tươi phấn chấn như thế này: dù ai đi tây về đông, mùng 2 tháng 9 cũng mong về nhà xem hồi quê ta dưới sông bơi trải, nhà nhà cờ bay. Và từ lâu đời thì lễ hội này đã trở thành một lễ hội lớn của quê hương Lệ Thủy, mang nhiều nét văn hóa đặc trưng của địa phương nơi đây, cũng như thể hiện được tinh thần thượng võ và tính nhân văn cao cả của dân tộc Việt Nam. Vâng, và kể từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, đất nước giành được độc lập, thì lễ hội truyền thống này còn mang thêm ý nghĩa cách mạng hào hùng. Và lễ hội bơi đua thuyền truyền thống mừng Tết độc lập trên sông Kiến Giang đã trở thành sự kiện văn hóa chính trị lớn nhất được tổ chức đều đặn hàng năm ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đúng vào ngày quốc khánh của đất nước. Và với ý nghĩa đó thì ngày 1 tháng 9 năm 2003, lễ hội này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình công nhận là lễ hội tiêu biểu cấp tỉnh. Và trong sáng ngày hôm nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trao bằng công nhận lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình là lễ hội là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Như vậy là sau hò khoan Lệ Thủy thì kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại có thêm niềm vinh dự mới, đó là lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang trở thành di sản của quốc gia. Và thưa quý vị, trong sáng ngày hôm nay, toàn bộ chương trình lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang đang được Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình truyền hình trực tiếp trên sóng QVTV và hòa sóng trực tiếp với một số đài phát thanh truyền hình trên cả nước. Và chương trình do Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, VNPT phối hợp thực hiện cùng với sự đồng hành của các nhà tài trợ, đó là công ty Tuệ Lâm, công ty Việt Phong và Tân Phát Sport. Được khi đến với cuộc so tài của các trai bơi gái đua trên dòng sông Kiến Giang năm 2019, kính mời quý vị và các bạn về với quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, miền quê Lệ Thủy, sơn thủy hữu tình, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc với hai di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Tạo hóa của thiên nhiên đã ban phủ cho mảnh đất Lệ Thủy một miền quê sông nước hữu tình, có con sông Kiến Giang thơ mộng, hiền hòa yên ả, chảy dọc giữa lòng đất mẹ, chở giọt phù sa tẩy mát ruộng đồng. Dòng sông đó không chỉ gắn bó với con người trong đời sống sinh hoạt, mà còn tạo cho Lệ Thủy có được vẻ đẹp thuần khiết, phong phú sinh động của các hoạt động văn hóa, kể tinh từ cuộc sống lao động. Những ai đã từng về miền xứ Lệ không thể nào quên âm điệu xa xiết của làn điệu hò khoan đã nuôi dưỡng bao tâm hồn, bao thế hệ con người nơi đây. Những câu hò mãi nhì mãi đẩy, man mạc yêu thương, những câu hò điều số vang vọng từ bờ bên nở sang bờ bên đi. Ánh mắt sao xuyên say đắm đã tạo nên những đặc trưng tinh hoa mang giá trị. Đối với các đội thuyền đua nữ, mỗi thuyền có 16 vận động viên. Cự ly điểm đua của thuyền đua nữ có tổng chiều dài khoảng 18 km. Điểm xuất phát ở ngã ba mũi Viết.
ngược lên Thượng Tiêu ở vị trí Hoành Cổ Cò, xã Mỹ Thủy, vòng về Hạ Tiêu ở chợ Thùy, xã An Thủy và sẽ về đích tại chân cầu Phong Giang, trung tâm huyện Lệ Thủy. Chúng tôi xin nhắc lại, 8 đội thuyền đua nữ gồm có đội Lộc Thượng áo đỏ mũ xanh, đội Lộc Hạ áo đỏ mũ vàng, còn đội Lộc An áo đỏ mũ trắng, đội Phú Thọ áo vàng mũ xanh, đội Thượng Phong áo đỏ sọc xanh mũ xanh non và đội Đại Phong áo đỏ sao vàng, đội Tuy Lộc áo xanh và đội An Xá áo màu cam. Đối với các đội thuyền đua nữ, mỗi thuyền có 16 vận động viên. Cự ly đường đua của thuyền đua nữ có tổng chiều dài khoảng 18 km. Điểm xuất phát ở ngã ba Mũi Thiết, ngược lên Thượng Tiêu ở vị trí Ngoạch Cổ Cò, xã Mỹ Thủy, vòng về Hạ Tiêu ở chợ Thùy, xã An Thủy và sẽ về đích tại chân cầu Phong Giang, trung tâm huyện Lệ Thủy. Trên màn hình mà quý vị đang theo dõi là sự nỗ lực cố gắng của các đội thuyền đua nữ. Họ đang có sự bứt phá như các mũi tên để rẽ sóng lao lên phía trước. Thưa quý vị, thưa các bạn, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, từ ngày 1 đến sáng nay 1/9 trên địa bàn Quảng Bình nói chung và huyện Lệ Thủy nói riêng có mưa lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiên Giang. Tuy nhiên, vượt lên tất cả trở ngại đó, chính quyền và người dân Lệ Thủy vẫn quyết tâm tổ chức lễ hội đua thuyền. Và những hình ảnh mà quý vị đang theo dõi là một minh chứng hùng hồn cho lòng quyết tâm và tinh thần của người dân đối với lễ hội đã trở thành máu thịt của người dân huyện Lệ Thủy. Đến là có điểm bãi đấy. Thưa quý vị và các bạn, theo sách Ô Châu Cận Lục của Dương Văn An, người xã Tuy Lộc, huyện Lệ Thủy, phủ Tân Bình, nay là tỉnh Quảng Bình, ông Đỗ Tiến Sĩ năm Đinh Mùi 1547, dưới triều Mạc Phúc Nguyên, trong phần núi sông ở quyền một ông viết, sông Bình Giang ở huyện Lệ Thủy, nay là sông Kiến Giang, nước sông trong xanh, vị ngọt, khuấy không vẩn đục, uống không biết chán. Đây là con sông đẹp nhất trong xứ. Dọc ven hai bên bờ sông là nhà dân, thôn chợ, công sở, huyện lỵ, trấn thành của hai huyện Phong Lộc và Thang Lộc. Phong Lộc là huyện Lệ Thủy ở hữu Ngạn, huyện Thang Lộc nay là huyện Quảng Ninh ở cả Ngạn, rất sầm uất. Nước sông từ đầu nguồn theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, năm Ất Mão 1357, vua Trần Duệ Tông xuống chiếu đối với sử Lâm Bình thành phủ Tân Bình, địa danh phủ Tân Bình tồn tại cho đến thời Lê Mạc sau này. Từ đó cho chúng ta biết, tiến sĩ Dương Văn An viết tương truyền về hội đua thuyền trên sông Bình Giang, huyện Lệ Thủy xuất hiện khoảng từ thời nhà Trần khi Hoàng Hối Khanh di dân lập ấp năm 1358, cách đây trên dưới 660 năm. Như vậy là lễ hội đua bơi thuyền của huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã có từ rất sớm, chỉ ít là từ thế kỷ 16, với mục đích cầu cho mưa thuận gió hòa. Tương truyền, vùng đồng bằng Lệ Thủy ngày xưa, năm nào cũng vậy, cứ đến mùa nam nắng là đồng khô cỏ cháy, ruộng đồng nước nẻ, thậm chí nước sông Bình Giang, nay là sông Kiến Giang, cũng hạ xuống rất là thấp. Dân ở các làng quanh vùng đã mổ bò, mổ gà, heo để tế đất trời, với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa. Hàng trăm người dân, không kể trẻ già trai gái, cùng hợp sức đẩy những con thuyền xuống sông trong tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng thanh la rộn ràng, làm náo nức cả một vùng. Giữa tiếng hò reo náo nức, tiếng trống, tiếng chiêng thúc giục, từng cặp thuyền không hẹn mà nên, các chàng trai bơi vục mạnh vào chiếc rồng xuống nước, gái đua cúi rạp người đẩy mái chèo cùng đỏ sức thi tài. Sau một ngày rộn ràng như thế thì đêm về, trời thương tình đổ xuống một trận mưa thật lớn, dân làng vô cùng phấn khởi. Lâu dần, những cuộc quậy nước thi tài tự phát như vậy đã trở thành một lễ hội truyền thống được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Lễ hội này được tổ chức thường xuyên vào hàng năm.
Từ trước cách mạng tháng 8 năm 1945, lễ hội bơi đua thuyền ở Lệ Thủy được diễn ra thường xuyên vào mùa xuân và hình thức tổ chức là thi tài bơi đua theo làng, theo tổng. Vào ngày 2 tháng 9 năm 1946, đúng dịp kỷ niệm một năm ngày quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhân dân Lệ Thủy đã tổ chức lễ hội bơi đua thuyền để mừng Tết độc lập của dân tộc. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lễ hội đua thuyền truyền thống mừng Tết độc lập của huyện Lệ Thủy từng bị gián đoạn. Xã Tân Thủy nằm phía đông nam huyện Lệ Thủy là vùng quê cách mạng. Nơi đây có chi bộ đảng đầu tiên ở Nam tỉnh Quảng Bình được thành lập, chi bộ đảng Mỹ Thổ Trung Lực. Tân Thủy là một vùng bản sơn địa, một miền quê thanh bình, người dân chủ yếu chỉ biết đến ruộng vườn, chưa quen đến nghề sông nước. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng năm nay cán bộ và nhân dân xã Tân Thủy quyết tâm tham gia lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang chào mừng 74 năm quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đây là năm đầu tiên xã Tân Thủy tham gia bơi đua thuyền mừng Tết độc lập. Nhịp sống của làng quê theo nhịp hò xô của trai bơi phụt chốc thay đổi. Không khí tĩnh lặng yên ả vốn có của vùng quê thuần nông được hâm nóng sản dụng. Người dân xã Tân Thủy kỳ vọng quê mình sẽ đạt thời hàng cao trong lễ hội bơi đua thuyền truyền thống năm 2019. Những hình ảnh mà quý vị khán giả đang theo dõi đó là hình ảnh của những người dân hâm mộ môn đua thuyền đã đến cổ vũ cho các trai bơi và gái đua. Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng người dân vẫn mang dù, mang áo mưa và đội mũ đứng dọc suốt hai bên bờ sông Kiến Giang để cổ vũ cho các đội đua. Đây thực sự là một nguồn cổ vũ rất lớn, một nguồn động viên khích lệ đối với các trai bơi và gái đua. Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống ở Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình là một môn thể thao giàu chất thượng võ, được hình thành và phát triển từ trong đời sống lao động sản xuất của người dân vùng chiêm trũng Lệ Thủy. Có thể nói, đây là một trong những môn thể thao tập thể thu hút nhiều vận động viên tham gia nhất. Thường là từ 800 đến 900 vận động viên cả nam lẫn nữ. Và có thể nói, đây là môn thể thao có số lượng vận động viên và khán giả đông đảo nhất, được người dân nơi đây đam mê và trở thành máu thịt, là một món ăn tinh thần không thể thiếu được. Theo báo cáo từ ban tổ chức thì tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống năm nay, độ tuổi của các vận động viên là từ 18 đến trên 50 tuổi. Trong đó, độ tuổi từ 21 đến 40 tuổi là nhiều vận động viên nhất. Với độ tuổi đó, các vận động viên vừa có sức khỏe, lại vừa có nhiều kinh nghiệm và từng tham gia nhiều giải đua thuyền qua hàng năm. Năm nào cũng vậy, cứ gần đến ngày lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, người dân Lệ Thủy lại nô nức gần xa đón chờ lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. Các làng xã rộn ràng tiếng chiêng trống, tiếng cưa, tiếng đục của thợ đóng thuyền. Công việc đầu tiên và cũng quan trọng nhất để tham gia lễ hội là chuẩn bị thuyền bơi đua. Thuyền bơi nam cũng như thuyền đua nữ thường được đóng bằng các loại gỗ nhẹ, kiều nước, như rổi, huỳnh. Gỗ đóng thuyền thường có chiều dài khoảng 20 mét, được cơ sẻ theo thước tất nghiêm ngặt và được các nghệ nhân có kinh nghiệm bị truyền trực tiếp tham gia đóng ghép. Thuyền được cấu thành do 5 miếng ván gỗ dài ghép lại. Ván thuyền dây được bao nhẵn, đánh dấu bóng để chống thấm nước. Các phần của thuyền được ghép nối với nhau bằng một loại đinh đặc biệt chuyên dùng cho đóng thuyền. Sau khi ghép xong, người ta đặt đòn thang và chỗ ngồi cho trai bơi. Năm nay, theo quy định, chiếc thuyền bơi nam hoàn chỉnh dài khoảng 17 mét, lồng thuyền rộng từ 1 đến 1,2 mét. Mái chèo của thuyền bơi nam gọi là châm, có tay cầm. Một thuyền có tổng cộng 31 người là những thanh niên trai tráng mạnh khỏe. Thuyền đua nữ cũng cấu tạo giống thuyền bơi nam nhưng ngắn hơn và hẹp hơn, đủ cho 10 đến 13 tay chèo. Mái chèo của thuyền đua nữ vẫn gọi là chèo. Cả châm của thuyền bơi và chèo của thuyền đua đều được đánh dấu bóng hoặc sơn màu chống thấm nước. Thuyền đóng xong, các đội dành nhiều thời gian để đưa thuyền thử, người địa phương gọi là thùa, sau đó đưa thuyền lên bờ cân chỉnh để lượn nhanh hơn. Thuyền bơi đua không chỉ có thuyền
mà đội trai bơi gái đua phải dày dặn kinh nghiệm, dai sức, hợp đồng rập rang, tiền hô hậu ủng. Ngoài ra, thuyền bơi đua muốn bén giải phải có một tay lái kỳ cựu, biết tìm cho thuyền mình một đường đi phù hợp nhất để đạt đến đích. Chưa có sự tách tốt rõ rệt. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng chị em các đội thuyền đua nữ vẫn miệt mài hăng say trên đường đua. Ở lúc này trên màn ảnh của quý vị và các bạn, chúng tôi thấy đội An Xá đang tạm bước lên. Màn chở tiêu vừa rồi thì đội An Xá trong trang phục áo màu cam đã thực hiện màn chở tiêu về đầu tiên, tiếp đó là đội Thượng Phong và thứ ba là đội Phú Thọ. Và sau đó thì tất cả các 8 đội đua đã thực hiện hoàn thành màn chở tiêu và bây giờ họ đang quay trở lại. Nhìn những hình ảnh trên đây, chúng tôi lại nhớ đến một ca khúc, đó là ca khúc Bơi đua quê mình của tác giả Nguyễn Anh Trí, một người con ưu tú của quê hương Lệ Thủy, trong đó có những câu rất là máu thịt đối với miền quê sông nước của mình. Tháng 8 mùa thu, người người háo hức, làng làng rạo rực đóng thuyền luyện quân, những chàng trai xuân, những cô gái đảm, Kiến Giang rồng lụa tưng bừng hải đêm. Thằng mới hỏi đó là ban là ban vừa thái rồi. Đã biết à? Nói đáng anh hiệp. Do điều kiện là một vùng quê chiêm trũng, mưa không thuận gió không hòa, đã bao đời nay người dân Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình phải gồng mình chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt. Là một vùng quê sông nước, ruộng đất canh tác thấp hơn mực nước biển từ 0,7 đến 0,9 mét. Để thích nghi với hoàn cảnh đó,
Từ trong lao động sản xuất, chiếc thuyền đã trở thành một phương tiện thiết yếu không thể thiếu và nó đã trở thành một công cụ quan trọng để phục vụ cho lao động sản xuất và đời sống ngày nay của người dân. Đặc biệt, hàng năm mỗi khi vào mùa mưa lũ, chiếc thuyền là phương tiện cần thiết để cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Thưa quý vị, lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang đã được diễn ra gần 30 phút. Tuy nhiên thì thời tiết lúc này thì trời vẫn đang mưa rất to, hạt mưa vẫn nặng hạt hơn. Tuy nhiên thì những người dân ở nơi đây vẫn dọc hai bên bờ sông vẫn ở đó, vẫn đi theo các đội đua để cổ vũ cho các đội đua thuyền. Và lễ hội năm nay cũng như mọi năm được đón rất nhiều người con Lệ Thủy xa quê về tham dự lễ hội. Và ngay bên cạnh tôi đây cũng là một người con của quê hương Lệ Thủy. Xin chào anh ạ. Vâng, trước hết anh có thể giới thiệu về bản thân mình để cùng làm quen với khán giả truyền hình ạ. Tôi là Nguyễn Văn Thắng. Tôi là ở Quy Hầu, Lệ Thủy, Quảng Bình. Tôi là người con xa quê 28 năm và sống ở Sài Gòn. Nay thì tôi cũng về thăm lễ hội và xem cái lễ hội bơi đua truyền thống ở trên sông Kiến Giang. Anh ở thôn Quy Hầu, xã Liên Thủy. Năm nay thôn Quy Hầu cũng có đò bơi đúng không ạ? Năm nay thôn Quy Hầu cũng có đò bơi. Vâng. Và đây là lần thứ bao nhiêu anh về quê để tham dự lễ hội ở địa phương mình ạ? Thực ra thì không nhớ, nhưng mà thường xuyên là năm nào tôi cũng về để xem và ủng hộ cho các cái đội đua ở bơi ở quê mình. Năm nay thì so với năm ngoái thì thời tiết không thuận lợi cho lắm và dù trời mưa cũng rất to. Tuy nhiên thì anh cảm nhận như thế nào không khí lễ hội ở quê hương mình? Thật là tuyệt vời. Cái sự ủng hộ và mọi người kỳ vọng ở cái lễ hội mùng 29 Tết Độc Lập thì rất là lớn. Mặc dù là trời mưa, thế nhưng mà mọi người từ sáng sớm 7 giờ, 6 giờ đã là lên đường, gần như là đông kín các con đường và dọc các bờ sông để cổ vũ cho các đội bơi. Vâng, cũng chia sẻ với anh thì năm nay thì quê hương tôi xã Sơn Thủy cũng có đò bơi. Và lúc này đây thì mọi người cũng là cổ vũ rất là nhiệt tình. Và thông thường thì chúng tôi cũng sẽ sử dụng những chiếc nón này, rồi cũng mặc áo mưa để chạy theo đò của mình. Vậy thì anh thể hiện cổ vũ của mình như thế nào với đội đua của mình ạ? Thông thường thì chúng tôi sẽ đứng dọc bờ sông và khi các đò bơi lên thì sẽ dùng nón hoặc dùng lá hoặc dùng là những cái vật dụng như là son nồi để cổ vũ và sẽ có những cái động tác là rất là quyết liệt. Vâng, đó là những hình ảnh rất quen thuộc mà cũng rất đỗi thân thương đối với người con của quê hương Lệ Thủy. Và chúng ta hãy cùng chờ đón xem các đội đua sẽ bứt phá như thế nào trong các chặng đua của mình. Một lần nữa cảm ơn anh đã trò chuyện cùng với chúng tôi. Lễ hội bơi đua thành công tốt đẹp. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Và thưa quý vị, tham dự lễ hội lần này không chỉ những người con quê hương Lệ Thủy xa quê mà còn có rất nhiều du khách thập phương về đây tham dự lễ hội. Và chúng tôi cũng đã kịp làm quen với một người du khách. Và xin chào anh ạ. Trước hết xin anh giới thiệu về mình ạ. Tôi tên là Phạm Văn Hải, tôi đang sống ở Đà Nẵng. Và năm nay thì cũng được biết là Quảng Bình là một nơi về đua thuyền và cũng là được UNESCO ghi nhận là một di sản văn hóa, nên năm nay tôi quyết định phải về quê miền Trung để xem đua thuyền năm nay. Và lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang anh đã được trải nghiệm bao nhiêu lần rồi ạ? Anh thì trải nghiệm được một lần, lần đây là lần thứ hai, nhưng mà lần trước thì nó thời tiết nó thuận lợi hơn. Năm nay thì thời tiết mặc dù có mưa nhưng mà thực sự thấy bà con xung quanh thì cũng rất là đang nóng lòng chờ đợi cái trận đua thuyền này. Vâng, thực sự lễ hội của quê hương chúng tôi, những cuộc so tài trên sông này rất hấp dẫn. Và cảm xúc của anh như thế nào khi mà đứng giữa mưa cùng với bà con, cùng cổ vũ các đội đua? Tôi thấy rằng là năm này là một năm trời mưa, nhưng mà thực sự là hai bên dọc sông thì đã có bà con rất là đông. Nên tôi nghĩ rằng là Quảng Bình sắp tới và Lệ Thủy cũng như là Kiến Giang sẽ là một cái nơi du lịch cho tất cả bà con cả nước, không riêng gì là người con của miền Trung. Vâng, và hy vọng rằng lễ hội năm nay của chúng tôi sẽ để lại cho anh nhiều ấn tượng tốt đẹp và khó quên. Cảm ơn anh đã tham gia trò chuyện cùng với chúng tôi. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại các chặng đường đua cùng với biên tập viên Hữu Nghị và Kỳ Anh.
thấy đội An Xá vẫn đang tạm dẫn đầu và thứ hai là đội Tuy Lộc. Thưa quý vị và các bạn, những trai bơi gái đua tham gia đua tài trong lễ hội hôm nay, họ là những người nông dân bình dị quanh năm lam lũ, làm ăn. Để rồi hôm nay, với tình yêu quê hương và khát vọng cháy bỏng vươn lên trong cuộc sống, họ đã trở thành những vận động viên thực thụ. Những người phụ nữ của quê hương Lệ Thủy, họ là những người mẹ, người chị, người em, mộc mạc, nhân hậu, chịu thương chịu khó. Nhưng hôm nay, các mẹ, các chị, các em đã trở thành những vận động viên cừ khôi trên đường đua xanh, không kém các bậc nam nhi. Chúng tôi được biết là từ giữa tháng 8, các làng quê của Lệ Thủy đã hạ thủy các thuyền đua đỏ bơi để tập dượt, mà tiếng địa phương thường gọi là thụa, cho cuộc quyết đấu ngày hôm nay. Lúc này các đội của thuyền đua nữ đã có sự tách tốp và đội An Xá vẫn đang tạm dẫn đầu. Thưa quý vị và các bạn, cuộc đua dành cho các vận động viên nữ thường được diễn ra trước tiên đối với các đội đua thuyền nữ có cự ly trên dưới 18 km. Các thuyền đua nữ cũng phải trải qua thời gian tranh tài khoảng trên dưới 90 phút. Bình quân tốc độ thuyền đua của các vận động viên nữ là khoảng 12 km/h. Bởi vậy, việc phân phối sức lực của các vận động viên nữ là hết sức quan trọng. Các đội đua phải có chiến thuật hợp lý để chọn thời cơ, vì họ còn khá nhiều cơ hội để vượt lên. Thưa quý vị, thưa các bạn, trên đường đua nữ, hiện nay dẫn đầu vẫn là đội An Xá và tiếp sau An Xá là đội Thượng Phong. Khoảng cách giữa các đội hiện nay không lớn. Với các thuyền đua nữ, đội Lộc Thượng màu áo đỏ, còn đội Lộc Hạ áo đỏ mũ vàng, và đội Lộc An áo đỏ mũ trắng, đội Phú Thọ áo vàng mũ xanh, đội Thượng Phong áo đỏ sọc xanh mũ xanh, đội Đại Phong áo đỏ sao vàng, đội Tuy Lộc áo xanh chuối mũ trắng, và đội An Xá áo màu cam. Bơi đua thuyền ở Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình không giống với đua thuyền của các tỉnh miền Bắc. Kể từ Bắc Sông Danh trở ra, cũng như các tỉnh phía Nam, từ Đà Nẵng, Quảng Nam trở vào. Có lẽ đây là nét giao thoa văn hóa độc đáo của người Đại Việt với người Chiêm Thành. Lễ hội bơi đua thuyền ở Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình là một môn thể thao giàu chất thượng võ, được hình thành và phát triển từ trong đời sống lao động sản xuất của người dân vùng Chiêm Trùng của huyện Lệ Thủy. Cầu Kiến Giang. Bất chấp thời tiết trời mưa, người dân vẫn mặc áo mưa và đứng kín ở trên cầu và hai bên bờ sông Kiến Giang để cổ vũ cho các đội. Những hình ảnh vừa rồi chúng ta sẽ được thấy là ngoài trung tâm Kiến Giang người đông như trẻ hội, thì dọc hai bên bờ sông trên chặng đua dài 24 km đi qua các làng quê của Lệ Thủy, người dân vẫn náo nức tập trung bất chấp thời tiết
để cổ vũ cho các đội đua, đặc biệt là các đội đua của địa phương mình. Bây giờ chúng tôi thấy các đội hình của thuyền đua nữ đã trở về đến cầu Kiến Giang. Như vậy, đội hình của các thuyền đua nữ cũng đã hoàn thành được 1/3 quãng đường đua. Ra đời và phát triển từ trong lao động, lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là một nét đẹp văn hóa truyền thống thể hiện tinh thần đoàn kết và thử võ. Nó đã trở thành máu thịt, một niềm đam mê, là một món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người con xứ Lệ. Lễ hội cũng là lời nhắc nhở cho lớp trẻ sau này nhớ về quê hương, nhớ về dòng sông bến nước Con Đò để hun đúc nên khí phách hào hùng của quê hương trên chặng đường xây dựng cuộc sống tương lai. Chúng ta thấy là khoảng cách giữa các thuyền đua đò bơi với các vận động viên và khán giả, sự cổ vũ của người dân hai bên bờ sông như hòa chung làm một. Đấy, người dân đang khoát nước vào các đội đua. Bởi Kiến Giang là một khúc sông rất hẹp, nên ta có cảm giác như là vận động viên và cổ động viên đều hòa chung vào làm một. Họ hỗ trợ và tương tác để tạo nên nguồn nội lực để các đội giành chiến thắng. Làm việc mày ơi, mày phải đi vòng đúng rồi. Vâng, lúc này mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng các đội của thuyền đua nữ vẫn nỗ lực bứt phá và vươn lên. Vâng, chúng ta thấy là các gái đua đã mang đến lễ hội ngay sáng hôm nay một không khí sôi nổi. Đó là đoàn kết, thân ái, trung thực, cao thượng để cống hiến cho khán giả những màn bứt phá và đua tranh rất ngoạn mục. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại thời điểm này, đội hình đua nữ của chúng ta đã vượt qua cầu Phong Xuân trên đường về phía Hạ Tiêu ở chợ Thủy An Thủy. Và cũng chính lúc này, đến lượt 12 đội thuyền bơi nam hạng B bắt đầu vào vị trí xuất phát. Đây là 12 đội thuyền bơi xếp vị trí từ thứ 8 đến thứ 13 của bảng 1. Và các đò bơi xếp ở vị trí thứ 7 đến thứ 12 của bảng 2. Cả hai bảng thuyền bơi nam đã qua vòng thi đấu loại ở ngày 30 tháng 8 vừa qua. Trong đó, ở bảng 1 có 13 đội và bảng 2 có 12 đội. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn các thuyền bơi nam hạng B. Một đội Phan Xá trong trang phục màu áo xanh chuối non. Đội Mai Hạ trong trang phục màu áo đỏ. Đội Thạch Bàn trong trang phục màu áo đỏ. Đội Xuân Giang trong trang phục áo màu cam. Đội Xuân Hồi trong trang phục áo xanh da trời. Đội Quy Hậu trong trang phục áo da cam. Đội Lệ Bình trong trang phục áo xanh trắng. Và đội Phú Thọ trong trang phục áo vàng. Đội Xuân Bồ trong trang phục áo trắng. Đội Xuân Lai trong trang phục áo xanh. Đội Hoàng Giang trong trang phục áo màu cà rốt. Và đội Đông Thành trong trang phục áo màu da cam. Tất cả các đội đã sẵn sàng vào vị trí xuất phát. Chúng ta được chứng kiến một không khí hồi hộp của các vận động viên nam B đang hồi hộp trước giờ để đón chờ tiếng pháo lạnh xuất phát. Và không khí thời tiết lúc này đã có chiều hướng thuận lợi, trời đã ngớt mưa. Đây là một điều thuận lợi cho các vận động viên cũng như người hâm mộ. Vâng, lúc này chúng tôi cũng thấy rất là hồi hộp, cả khán giả ở hai bên bờ sông và các chàng trai ở trên sông của 12 đội nam hạng B cũng đang rất hồi hộp chờ hiệu lệnh xuất phát.
Để tiện cho quý khán giả chúng ta theo dõi, chúng tôi xin nhắc lại. Các đội thuyền nam hạng B, đội phan xá trong trang phục màu áo xanh chuối non, đội mai hạ trong trang phục áo đỏ, đội thạch bàn trong trang phục áo đỏ, đội xuân giang trang phục áo màu cam, đội xuân hồi trang phục áo xanh da trời, quy hầu trong trang phục màu áo da cam, lệ bình trong trang phục màu áo xanh trắng, đội phú thọ trong trang phục màu áo vàng, đội xuân bồ trong trang phục màu áo trắng, đội xuân lai trong trang phục màu áo xanh, đội hoàng giang trang phục màu áo cà rốt, đội đông thành trong trang phục màu áo da cam. Lúc này các đội thuyền của chúng ta đã qua cổng kiểm tra nhân sự. Để hoàn thành chặng đua dài 24 km thì đòi hỏi các vận động viên phải có sức khỏe tốt, bền bỉ dẻo dai để hoàn thành đường đua. Điều đặc biệt nữa của môn bơi đua thuyền ở Lệ Thủy đó là trong quá trình thi đấu không có sự thay đổi vận động viên. Trong trường hợp nếu có vận động viên nào mệt mỏi hay xuống sức, họ chỉ được phép nghỉ tại chỗ ngay trên thuyền đua. Thời tiết bây giờ đã có chiều hướng thuận lợi, trời đã quang mây và ngớt mưa. Lúc này các trai bơi của các đội nam hạng B đang hồi hộp chờ lệnh xuất phát. Công tác tập kết trước vị trí xuất phát đang gần hoàn tất. Được mệnh danh là phái mạnh, khác với các thuyền đua nữ, mỗi thuyền bơi nam có 31 vận động viên. Các vận động viên thuyền bơi nam phải thi đấu trên chặng đường đua dài khoảng 24 km, xuất phát từ ngã ba Mũi Viết. Đội hình thuyền bơi nam hành trình ngược lên phía thượng tiêu ở ngã ba Cồn Soi của xã Mỹ Thủy, trở về hạ tiêu ở chợ Thùi, xã An Thủy và về đích tại cầu Phong Giang ở trung tâm thị trấn Kiến Giang. Vâng, tiếng súng lệnh đã vang lên. Thuyền bơi hạng 5B đã chính thức vào cuộc tranh tài. Thưa quý vị, được mệnh danh là phái mạnh, khác với các thuyền đua nữ, mỗi thuyền bơi nam có 31 vận động viên. Các vận động viên thuyền bơi nam phải thi đấu trên chặng đua dài 24 km, xuất phát từ ngã ba Mũi Viết. Đội hình thuyền bơi nam hành trình ngược lên phía thượng tiêu ở ngã ba Cồn Soi, xã Mỹ Thủy, thì trở về hạ tiêu ở chợ Thùi, xã An Thủy và về đích tại cầu Phong Giang ở trung tâm thị trấn Kiến Giang. Ngay sau khi có hiệu lệnh xuất phát, các thuyền bơi nam đã bứt phá vượt lên và hiện nay sự tách tốt chưa thể hiện rõ nét. Tuy nhiên, những bước khởi đầu sau bước xuất phát là cực kỳ quan trọng. Chúng tôi xin thông tin đến quý vị và các bạn. 12 đội thuyền bơi nam gồm có Phan Xá trong trang phục áo màu xanh, Mai Hạ trong trang phục áo đỏ, Thạch Bàn trong trang phục áo đỏ, Xuân Giang trong trang phục áo cam, Xuân Hồi trong trang phục áo xanh da trời, Quy Hậu trong trang phục áo da cam, Lệ Bình trong trang phục áo xanh trắng, Phú Thọ trong trang phục áo vàng, Xuân Bồ trong trang phục áo trắng, Xuân Lai trong trang phục áo xanh, Hoàng Giang trong trang phục áo cà rốt và Đông Thành trong trang phục áo màu da cam. Được chứng kiến một khung cảnh rất là tuyệt vời. Hình ảnh quay từ trên cao, toàn cảnh dòng sông Kiến Giang và những con thuyền lướt sóng Kiến Giang để vươn về phía trước.
Chúng ta được nhìn những chiếc bò bơi như những mũi tên nước vun vút trên dòng sông. Chúng ta được chứng kiến những cánh tay rắn chắc như gọng kìm ghi chặt mái chầm vực mạnh vào dòng nước đều tăm tắp. Vâng, tất cả những điều đó thể hiện sự quyết tâm giành chiến thắng của các trai đua. Chúng ta được chứng kiến về ý chí, niềm tin và sự gắn kết một khối để các vận động viên giành kết quả cao nhất cho đội mình. Quý vị và các bạn đang được ngắm dòng Kiến Giang từ trên cao xuống. Cô, Hương Hà rụt máy về, mưa lên rồi. Mưa to lắm đâu hết. Mưa to lắm. Tham gia lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, các trai bơi và gái đua mang đến lễ hội một không khí sôi nổi với tiêu chí là đoàn kết, thân ái, trung thực, cao thượng để cống hiến cho khán giả những màn bứt phá thật ngoạn mục và quyết liệt. Thuyền bơi nam có 31 vận động viên. Các vận động viên thuyền bơi nam phải thi đấu trên chặng đường đua dài 24 km, xuất phát từ ngã ba Mũi Viết. Đội hình thuyền bơi nam hành trình ngược lên phía thực tiêu ở ngã ba Cồn Soi của Mỹ Thủy, trở về hạ tiêu ở chợ Thùy, xã An Thủy và về đích tại cầu Phong Giang ở trung tâm thị trấn Kiến Giang. Đến vị trí xã Lộc Thủy, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và lúc này trên màn ảnh của quý vị và các bạn, chúng ta thấy đội Lộc An đang tạm dẫn đầu. Vâng, các vận động viên nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình của các khán giả dọc hai bên bờ sông. Hình ảnh khoát nước, khua nón đã cổ vũ tinh thần cho các vận động viên. Chúng ta được chứng kiến sự cuồng nhiệt của các vận động viên. Lúc này thời tiết đã trở lại mưa lại.
đẹp cơ mà. Xin hỷ niệm chào mừng. Nghị định số 79 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn độc đáo, thể hiện đậm đà bản sắc của Lệ Thủy anh hùng, chí và bà con nhân dân lễ hội với đối thuyền truyền thống trên sông. Thưa quý vị, những hình ảnh mà quý vị đang theo dõi đó là ngay trong sáng nay, Bộ Văn hóa, Thông tin và Thể thao và Du lịch đã trao bằng công nhận lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang và nhân dân là di sản văn lễ thủy. Hà Nội ngày 27 tháng 8. Lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang và Lệ Thủy đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình công nhận là lễ hội tiêu biểu cấp tỉnh từ ngày 1 tháng 9 năm 2003. Lúc này trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội Nam A đang vào vị trí để chuẩn bị xuất phát. Mặc dù thời tiết không ủng hộ, mưa rất to, nhưng tinh thần của các trai bơi Nam hạng A vẫn đang rất là hồi hộp. Như vậy là đội hình các thuyền bơi Nam hạng A là những chàng trai ưu tú nhất của lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy năm nay. 13 đội thuyền bơi Nam hạng A vào dự vòng chung kết là những đội bơi giàu truyền thống nhất và đã xuất sắc vượt qua vòng loại được tổ chức vào ngày 30 tháng 8 vừa qua. Để vào thi đấu vòng chung kết ngày hôm nay, trước đó vào ngày 30 tháng 8, các đội thuyền bơi nam trong toàn huyện đã tham gia thi đấu vòng loại. Mùa giải năm nay, do có số lượng 25 đội tham gia nên ban tổ chức đã chia thành hai bảng đấu. Ở bảng 1 gồm 13 đội, bảng 2 12 đội. Ở mỗi bảng đấu, ban tổ chức đã lựa chọn 6 đội xếp thứ tự từ nhất đến thứ 6 của cả hai bảng được tham gia dự chung kết hạng A. Riêng ở bảng 1 có 13 đội tham dự nên ban tổ chức quyết định bổ sung đội đứng thứ 7 của bảng đấu này được tham gia vòng chung kết nội dung thuyền bơi nam hạng A. Như vậy, ở nội dung thi đấu này có 13 đội tham gia. Và chúng tôi cũng xin thông tin đến quý vị và các bạn, các đội Phú Thủy trong trang phục áo màu vàng, Tuy Lộc trong trang phục áo màu xanh nón chuối, Lộc Hạ trong trang phục áo màu đỏ trắng, Lộc An trong trang phục áo đỏ, Lộc Thượng trong trang phục áo đỏ, Mỹ Thủy trong trang phục áo trắng sọc cam, Thượng Phong trong trang phục áo đỏ sọc xanh, Tiền Thiệp trong trang phục áo màu trắng và Tân Thủy trong trang phục áo màu xanh đậm, An Xá trong trang phục áo màu cam, Đại Phong trong trang phục áo đỏ sao vàng, Thượng Giang trong trang phục áo xanh lá cây và Sơn Thủy trong trang phục áo màu vàng. Vâng, trong khi đội Nam A đang vào vị trí chuẩn bị chờ lệnh xuất phát, thì đội Nam B vẫn đang miệt mài trên chặng đường đua. Khoảng cách giữa các đội bây giờ chúng ta thấy là khoảng cách giữa các đội không lớn. Họ chỉ cách nhau từng mét một, thậm chí là trong từng gang tấc. Nhưng tuy nhiên, khoảng cách đó vẫn chỉ là mang tính tạm thời, bởi cự ly chặng đua còn rất dài và các đấu pháp về sự bứt phá tăng tốc của các đội đang còn phụ thuộc vào bí quyết của các đội, và chúng ta hãy chờ xem những diễn biến tiếp theo. Thời tiết bây giờ đã mưa nặng hạt trở lại, điều này rất ảnh hưởng đến khả năng của các vận động viên cũng như sự cổ vũ của khán giả dọc hai bên bờ sông. Chứng kiến những cảnh này, chúng ta mới thấy được sự đam mê và nỗ lực cố gắng của các vận động viên, đặc biệt là ý chí, nghị lực của các vận động viên cũng như niềm cổ vũ của khán giả. Lúc này chúng tôi đã nhận được thông tin từ ban tổ chức thì đội 5B của chúng ta, đội Phú Thọ đang tạm dẫn đầu và tiếp sau đó là đội Tiền Thiệp và đội Đông Thành cũng đang bứt phá vươn lên ở vị trí thứ 3. Thank you.
Trên màn hình mà quý vị đang theo dõi là đội hình của 5A đang tập trung ở vị trí xuất phát để chờ hiệu lệnh. Đây là những vận động viên xuất sắc của lễ hội đua thuyền năm nay. Chúng ta được chứng kiến sự chuẩn bị và cái sự hồi hộp của các vận động viên, cũng giống như là sự quan tâm của người hâm mộ đang dành cho các vận động viên đội Nam A. Mười ba đội thuyền bơi hạng 5A vào dự chung kết hôm nay. Họ là những đội bơi giàu truyền thống nhất và đã xuất sắc vượt qua vòng loại được tổ chức vào ngày 30 tháng 8 vừa qua. Cũng như các đội của thuyền bơi nam hạng B, các trai bơi hạng A cũng tranh tài ở cự ly 24 km xuất phát từ Mũi Viết. Các thuyền bơi nam phải ngược hành trình lên phía Thực Tiêu ở ngã ba Cồn Soi của Mỹ Thủy và quay về Hạ Tiêu ở chợ Thùy An Thủy, và về đích là cầu Phong Giang tại trung tâm thị trấn Kiến Giang. Năm nào cũng vậy, cứ gần đến lễ hội, người dân Lệ Thủy lại nô nức chuẩn bị mọi thứ. Các làng các xã rộn ràng tính chiên tính trống của thợ đóng thuyền. Công việc đầu tiên và cũng là quan trọng nhất để tham gia lễ hội chuẩn bị đua thuyền. Một không khí rất là khẩn trương và rất là hồi hộp. Vâng, thưa quý vị, tiếng súng lạnh đã vang lên và đội hình Nam A đã xuất phát. Vâng, có một sự trục trặc nào đó. Chúng tôi phát hiện ra là hình như có một sự trục trặc nào đó. Vâng, các thuyền bơi Nam A đang quay trở lại vị trí. Các thuyền Nam A đang trở lại vị trí xuất phát. Như vậy là có một sự trục trặc kỹ thuật nào đó và đội hình đã quay trở lại điểm xuất phát để chờ xuất phát lại. Vâng, như chúng tôi đã thông tin đến quý vị là thời tiết trên vùng đất Lệ Thủy hiện nay mưa to và gió tương đối lớn. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến các vận động viên cũng như hoạt động của ban tổ chức. Sau sự cố về kỹ thuật thì đội hình Nam A đã quay trở lại điểm xuất phát để chờ hiệu lệnh. Vâng, hiệu lệnh xuất phát đã vang lên và các đội Nam A đang bứt phá để lao lên phía trước. Như chúng tôi đã bình luận thì quá trình xuất phát là một thời điểm rất quan trọng trong môn bơi đua thuyền để họ giành những vị trí đầu tiên thuận lợi trong suốt cả chặng đường đua. Lúc này chúng ta thấy trên màn hình thì thời tiết không ủng hộ cho lắm. Các thuyền đua của đội Nam A chỉ là những cái chấm rất là nhỏ trên màn hình của quý vị và các bạn. Vì lúc này thời tiết đang trời mưa rất là to. Trong khi Nam A vừa xuất phát thì đội Nam B của chúng ta cũng đang trên chặng đường đua. Thưa quý vị, để vào thi đấu vòng chung kết hôm nay thì trước đó vào ngày 30, các đội thuyền bơi nam trong toàn huyện đã tham gia thi đấu vòng loại.
Mùa giải năm nay do có số lượng 25 đội tham gia nên ban tổ chức đã chia thành hai bảng đấu. Ở bảng 1 gồm 13 đội và bảng 2 có 12 đội. Ở mỗi bảng đấu, ban tổ chức đã lựa chọn 6 đội xếp thứ nhất đến thứ 6. Riêng ở bảng 1 có 13 đội tham gia nên ban tổ chức quyết định bổ sung đội đứng thứ 7 vào bảng đấu này để được tham gia vòng chung kết. Đội Nam B đang chở thượng tiêu. Lào rửa mặc cái mũ sạch rạt với cái mũ giảm chi đẹp là mặc cái sạch rạt rồi đó. Lúc này chúng ta thấy là đội các đội thuyền bơi Nam B của chúng ta chuẩn bị chở tiêu. Vâng, đối với môn bơi đua thuyền truyền thống ở Lệ Thủy thì nghệ thuật cặp bè chở tiêu được xem là một kỹ xảo vô cùng quan trọng, góp phần cho chiến thắng của các đội. Cặp tiêu là điểm mốc để các thuyền trở hướng quay lại để tiếp tục đường đua. Nếu thuyền đua cặp quá xa tiêu thì mất sức và lãng phí đường đua, và nếu để thuyền đi quá gần chạm vào tiêu thì sẽ phạm luật. Vì vậy, sự khéo léo và tài ba của các chàng trai là các thuyền phải làm sao đi cặp sát với nách mà không chạm tiêu. Thưa quý vị, trở tiêu đội 5B dẫn đầu vẫn là tốt. Đầu tiên là Văn Xá, tiếp đó là Phú Thọ và thứ ba là đội Đông Thành đã hoàn thành việc trở tiêu. Các đội tiếp theo đang thực hiện màn trở tiêu ngoạn mục của mình. Thời tiết trên sông Kiến Giang bây giờ mưa như trút nước. Những hình ảnh mà quý vị đang theo dõi sẽ hiểu được và chia sẻ được phần nào nỗi vất vả khó khăn của các vận động viên. Tuy nhiên, mặc dù mưa to và gió lớn, nhưng với lòng quyết tâm, quả cảm và ý chí nghị lực, các vận động viên vẫn miệt mài dồn tất cả sức lực vào mái chồng để vụt vào dòng nước sông Kiên Giang để vươn lên giành các vị trí cao nhất cho thuyền đua của mình. Và ngay bây giờ, quý vị cũng được chứng kiến sự cổ vũ của khán giả dọc hai bên bờ sông. Mặc dù thời tiết như vậy, nhưng người dân vẫn đổ ra suốt cả hai bên dòng sông, hai bên bờ sông để cổ vũ cho các vận động viên. Bất chấp cả mưa to gió lớn, bất chấp cả thời tiết, người dân vẫn miệt mài đến để cổ vũ cho các vận động viên. Thời tiết mưa gió rất lớn, không chỉ ảnh hưởng đến các vận động viên, người hâm mộ mà cũng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động tác nghiệp của đội ngũ phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình chúng tôi. Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình chúng tôi. Lúc này các đội thuyền đua nữ đang chuẩn bị chở hạ tiêu. Thank you.
trong những tình huống gay cấn thể hiện sự tranh đua quyết liệt như là cặp về trở tiêu hay là bứt phá để tách tốt về đích, thì tinh thần thể thao, tính thượng võ thường thể hiện rất rõ nét trong cách ứng xử của vận động viên. Họ thường bứt phá vươn lên nhưng không làm ảnh hưởng đến đội bạn. Rất ít khi xảy ra xung đột hay tranh chấp. Đó chính là tinh thần thể thao, tính thượng võ, đầy chất nhân văn của cư dân vùng sông nước. Trên màn hình mà quý vị đang theo dõi là đội hình của An Xá. Những người phụ nữ một nắng hai sương trên đồng ruộng, nhưng hôm nay trên đường đua xanh họ vẫn miệt mài vào tay chèo và thể hiện tinh thần quyết tâm giành ngôi vị cao nhất. Đông Thành và các đội còn lại. Vâng, bất chấp tất cả mưa to gió lớn, các chị vẫn đang miệt mài với tay chèo và lướt nhanh trên đường đua xanh. Chở hạ tiêu. Hình ảnh mà quý vị và các bạn đang theo dõi là đội hình Nam A và Nam B đang gặp nhau ở khu vực Hoành Hò Cò. Lúc này chúng tôi cũng nhận được thông tin từ ban tổ chức. Tốt đầu của Nam B vẫn là các đội Mai Hạ, Phú Thọ, Phan Xá và sau nữa là Đông Thành, Xuân Giang. Trời mưa lớn trở lại và trên khuôn hình mà quý vị đang theo dõi đang rất là mờ mịt bởi ảnh hưởng của nước mưa.
do ảnh hưởng của mưa to nên trên sông Kiến Giang đã có sóng lớn, có sóng. Điều đó ảnh hưởng rất lớn, ảnh hưởng lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đua bơi thuyền. Đây là một trở lực rất lớn, ảnh hưởng đến kết quả của các vận động viên. Vâng, khoảng cách từ các đội lúc này chúng ta thấy là sự tách tốt chưa thể hiện rõ nét. Khoảng cách giữa các đội có những lúc chúng ta hình dung như là ngang nhau hoặc chỉ là cách nhau trong gang tấc. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều mang tính tạm thời bởi cự ly của chặng đua còn rất dài và sự bứt phá tăng tốc nhiều khi vẫn còn là đấu pháp của từng thời điểm của các đội. Lệ Thủy, vừa lúa của Quảng Bình, miền quê trung dũng kiên cường qua hai cuộc chiến tranh, hôm nay đang khoác trên mình một diện mạo. Con người Lệ Thủy bao đời nay như Bác Hồ đã viết, họ không sợ khó sợ khổ, họ khéo tổ chức, họ đoàn kết chặt chẽ, họ quyết tâm phấn đấu để đi lên. Trải qua 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự nỗ lực quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân, huyện Lệ Thủy đã có sự chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa xã hội, không ngừng xây dựng củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung. Từ một huyện độc canh nông nghiệp, Lệ Thủy đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Giá trị sản xuất tăng đều qua hàng năm, tổng sản lượng lương thực 50 năm qua tăng từ 28.000 tấn lên 100.000 tấn. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 38 triệu đồng một người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,9%. Đến nay đã có 16 trên 26 xã trên địa bàn huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo có những chuyển biến quan trọng. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng được chú trọng. Từ trong thực tiễn xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình làm theo lời Bác. Cán bộ, đảng viên và nhân dân Lệ Thủy hôm nay vẫn hăng say miệt mài để xây dựng quê hương trở thành làng quê đàn sống, một huyện gương mẫu như mong ước của Bác khi người về thăm Quảng Bình. Hình ảnh mà quý vị và các bạn đang theo dõi trên màn hình có lẽ là chúng ta được chứng kiến một hình ảnh của người đứng gõ mõ mà theo tiếng địa phương gọi là gõ mõ. Mỗi đò bơi thường có từ 1 đến 2 người gõ mõ. Ngoài tác dụng làm cho không khí ngày hội thêm tưng bừng náo nhiệt, tiếng mõ tre là âm thanh định hướng để các tay trầm bơi theo nhịp đồng đều, không lộn xộn, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho nốt bơi và lướt nhẹ nhàng. Người gõ mõ điêu luyện bao giờ cũng tinh tế phân biệt được khoan mà khoan nhặt, nhặt mà nhặt khoan. Hình ảnh mà quý vị đang theo dõi đó là hình ảnh sự cổ vũ rất nhiệt tình của khán giả dành cho các vận động viên. Người dân vẫn bất chấp thời tiết, bất chấp mưa lớn, mang áo mưa và giương dù lên để đứng cổ vũ cho các vận động viên. Chúng ta thấy ở vị trí Cồn Soi thì nam hạng A của chúng ta chuẩn bị vào ở vị trí chở tiêu. Các đội thuyền nam A của chúng ta sẽ chở thượng tiêu. Thấy thì
màn ảnh của quý vị và các bạn, các đội nam hạng A đang tiến về Thượng Tiêu và chuẩn bị hoàn thành việc chở tiêu. Đối với người dân vùng quê sông nước Lệ Thủy, họ đã đúc rút ra một câu đầy ý nghĩa và chính xác về vai trò của người gõ mõ, đó là hồn theo tiếng mõ, tay theo nhịp chèo, để nhấn mạnh rằng người gõ mõ được xem như là linh hồn của nốt bơi. Các trai bơi của các làng có thể thay đổi qua hàng năm, nhưng với người gõ mõ thường ít thay đổi và danh tiếng của họ thường lưu giữ rất sâu đậm trong ký ức của người làng nói riêng và của cả huyện nói chung. Thấy đội Nam A của chúng ta đã có sự bứt phá và đội Sơn Thủy đang tạm dẫn đầu và sau đó là An Xá và Đại Phong. Các chàng trai Nam A của chúng ta đang chuẩn bị chở Thượng Tiêu. Vâng, đội Sơn Thủy đang vẫn là đội dẫn đầu trong top hạng Nam A. Tiếp đó là đội An Xá và thứ ba là đội Đại Phong. Có lẽ chở tiêu là thời điểm quan trọng nhất vì đối với bơi đua ở Lệ Thủy thì nghệ thuật cặp vè chở tiêu được xem là một kỹ xảo vô cùng quan trọng, góp phần cho chiến thắng của các đội. Cặp tiêu là điểm mốc để các thuyền chở hướng quay lại để tiếp tục đường đua, và nếu thuyền đua cặp quá xa tiêu thì mất sức và lãng phí đường đua. Nếu để thuyền đi quá gần chạm vào tiêu thì sẽ phạm luật. Vì vậy, sự khéo léo và tài ba của các vận động viên và các thuyền đua là ở chỗ làm sao cho thuyền đi cặp vè sát nách mà không chạm tiêu, mà cũng khéo léo giữ gìn không để va chạm vào các đội. Như thế vừa tiết kiệm được sức mà lại rút ngắn được đường đua và không bị phạm luật. Để thực hiện thuần thục động tác này cần có sự tinh nhanh khôn khéo linh hoạt của người chèo lái và sự phối hợp nhịp nhàng của các tay chèo. Đó là kỹ thuật đã được nâng lên thành nghệ thuật, là yếu tố vô cùng quan trọng để các đội đua giành chiến thắng cho đội nhà. Vâng, thưa quý vị, đội hình Nam A hiện nay đang dẫn đầu là đội Tân Thủy, tiếp đó là Sơn Thủy, thứ ba là An Xá, thứ tư là Đại Phong và thứ năm là Phú Thủy. Đối với các đò đua nam tranh tài trên đường đua dài 24 km, chúng ta hãy thử làm một phép tính. Nếu tính kết quả giải nhất năm 2017 của đội Mỹ Thủy là 86 phút. Như vậy là bình quân 1 phút, đò đua đã lướt được khoảng 279 mét. Như vậy là 1 giây, họ đã vượt lên được 9,3 mét. Nếu ta tính trung bình trong 2 giây một nhịp trầm, thì suốt chặng đường đua 24 km, các trai bơi sẽ phải vụt khoảng 2.600 nhịp trầm. Đây là một con số kinh hoàng, thể hiện về sức mạnh và sự dẻo dai bền bỉ của các trai đua Việt Lệ Thủy. Đội hình Nam B đã về cầu Kiến Giang. Theo chúng tôi được biết thì qua các mùa giải đã từng có nhiều vận động viên bị căng cơ, mà theo tiếng địa phương của chúng ta gọi là bị chuột rút trong suốt quá trình nỗ lực trên chặng đường đua của mình. Trong quá trình nỗ lực, cố gắng thì điều đó vẫn thường xảy ra đối với các vận động viên, đặc biệt là vận động viên bơi đua. Theo báo cáo mà sáng nay chúng tôi nhận được từ ban tổ chức thì lễ hội đua thuyền truyền thống năm nay độ tuổi của các vận động viên từ 18 đến 50 tuổi,
trong đó độ tuổi từ 21 đến 40 là có nhiều vận động viên nhất. Đây là độ tuổi rất là lý tưởng, bởi vì họ có cả sức trẻ và có cả kinh nghiệm, đã từng tham gia nhiều giải đua. Vâng, các cổ động viên đã xuống sát cả bờ sông, bất chấp cả mưa gió, và khoát nước cổ vũ cho các vận động viên. Vâng, chuyện bơi đua không chỉ có thuyền, các đội của trai bơi gái đua phải dày dạn kinh nghiệm, dai sức, hợp đồng nhịp nhàng, tiền hô hậu ủng. Ngoài ra thuyền bơi, thuyền đua muốn bén giải phải có một tay lái thuyền kỳ cựu, biết tìm cho thuyền mình một đường đi phù hợp nhất để đạt đến đích. Nhìn những chiếc đò bơi như mũi tên lướt vun vút trên dòng sông, và nhìn những cánh tay rắn chắc như gọng kìm ghì chặt mái chầm vụt mạnh vào dòng nước đều tăm tắp. Những ánh mắt thể hiện sự quyết tâm giành chiến thắng của các trai bơi. Ta mới cảm nhận được ý chí, niềm tin, sự gắn kết thành một khối để giành kết quả cao nhất cho đội đua của mình. Vâng, nhìn những hình ảnh trên đây, sự nỗ lực cố gắng của các vận động viên và sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ trên suốt dọc hai bên dòng sông, chúng tôi lại nhớ lại những ca từ trong ca khúc Bơi đua thuyền quê mình của tác giả Nguyễn Anh Trí, một người con ưu tú của quê hương Lệ Thủy. Tháng 8 mùa thu, người người háo hức, làng làng rạo rực, đóng thuyền luyện quân. Những chàng trai xuân, những cô gái đảo, Kiến Giang dòng lụa tưng bừng ngày đêm. Trên dọc Kiến Giang hiền hòa lại âm vang tiếng mõ, tiếng chiêng, tiếng trống của ngày hội đua thuyền. Lễ hội đua thuyền đã thực sự đi vào tiềm thức và trở thành một nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa của người dân Lệ Thủy. Nó chứa đựng sức sống mãnh liệt, niềm lạc quan yêu đời và sự vươn lên mạnh mẽ của đất và người nơi đây. Không chỉ vậy, đua thuyền truyền thống của người Lệ Thủy vào dịp Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 đang thể hiện sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ ra các vùng miền xung quanh. Ali!
trên màn hình mà quý vị đang theo dõi là đội hình thuyền đua nữ. Vâng, không chỉ là hăng say, những người phụ nữ hăng say miệt mài một nắng hai sương trên đồng ruộng, các nữ vận động viên còn là những người mẹ, người chị, người em gái đảm đang trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, là những người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Và hôm nay đến với lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, chị em mang đến một tinh thần thượng võ và ý chí quyết tâm mang lại chiến thắng vinh quang cho đội nhà mình. Lúc này đội hình của các thuyền đua nữ, các vận động viên của chúng ta vẫn bền bỉ dẻo dai trên chặng đường đua. Nói đến huyện Lệ Thủy thì không chỉ nổi tiếng chỉ là môn bơi đua thuyền truyền thống mà còn cả các môn thể thao khác, và đã tạo ra nhiều vận động viên bơi lội, đua thuyền thành tích cao, có nhiều đóng góp quan trọng cho các đội tuyển quốc gia, đội tuyển bơi lội của tỉnh và các trung tâm thể dục thể thao danh tiếng trong cả nước. Tiêu biểu là các vận động viên. Vận động viên Nguyễn Văn Thủy, xã Phong Thủy, huy chương vàng vô địch vượt sông toàn quốc. Vận động viên Trần Xuân Hiền, xã Phong Thủy, huy chương bạc SEA Games 2001. Vận động viên Phạm Thị Hạnh, xã Phong Thủy, huy chương vàng giải vô địch bơi lội toàn quốc. Vận động viên Phạm Thị Hồng, xã An Thủy, huy chương vàng giải vô địch bơi lội toàn quốc. Vận động viên Lê Thị Việt Trinh, xã An Thủy, huy chương vàng giải vô địch bơi lội toàn quốc. Vận động viên Phan Thị Hạnh, xã An Thủy, huy chương vàng giải vô địch bơi lội toàn quốc. Vận động viên Phan Đức Toản, xã An Thủy, huy chương vàng giải vô địch lặn châu Á 2014-2015. Vận động viên Trần Thị Kiều, xã An Thủy, huy chương vàng giải vô địch lặn châu Á 2012. Vận động viên Trần Thị Trang Điểm, xã Lộc Thủy, huy chương vàng giải vô địch lặn châu Á 2012, 2014 và 2015. Vận động viên Hoàng Đức Tân, xã Liên Thủy, huy chương vàng thuyền rowing Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc. Vận động viên Lê Đức Hiểu, xã Liên Thủy, huy chương vàng thuyền rowing Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc. Thưa quý vị, thưa các bạn, đêm 30 tháng 8 vừa qua, bão số 4 Purun đã đổ bộ vào các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, đặc biệt tâm bão là vào khu vực Quảng Bình của chúng ta. Ngay sau khi cơn bão đi qua, người dân lại hối hả chuẩn bị cho lễ hội đua bơi thuyền truyền thống. Và không khí như hôm nay cho chúng ta thấy như chưa hề có cơn bão vừa đi qua. Và đặc biệt là tối hôm qua đến sáng nay, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 gây mưa lớn trên diện rộng. Nhưng tối hôm qua, giữa mênh mông trời mây sông nước của Kiến Giang, Ủy ban Nhân dân huyện và câu lạc bộ yêu câu hò xứ Lệ đã tổ chức biểu diễn đối đáp trên dòng Kiến Giang, chương trình câu hò trên bến sông quê. Mặc dù thời tiết mưa xối xả, nhưng đông đảo người dân và những người yêu câu hò khoan, yêu chương trình di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vẫn nhiệt tình tham gia và thưởng thức. Và sáng hôm nay, lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang, nãy giờ quý vị được chứng kiến một lễ hội tưng bừng, náo nhiệt, mặc dù thời tiết mưa to và gió lớn.
Vâng, chúng ta được chứng kiến cảnh là người dân dọc hai bên bờ Kiến Giang đang khoát nước. Hình ảnh khoát nước vừa tạo cảm giác rất là mát mẻ cho các vận động viên, vừa tạo hiệu ứng rất là đẹp trên dòng sông. Và trên đường, chúng ta được chứng kiến ở trên đường hàng ngàn xe máy chạy theo đoàn đua ở dưới sông. Đây là một điều rất đặc biệt riêng có của vùng đất huyện Lệ Thủy. Thường các thuyền đua lướt ở trên sông thì hai bên bờ sông, những con đường hai bên bờ sông, từng đoàn xe, thường là xe máy và xe ô tô hối hả chạy theo để cổ vũ cho thuyền đua của đội mình. Lúc này các đội thuyền Nam A của chúng ta đang chuẩn bị về Kiến Giang, về cầu Kiến Giang. Từ bao đời nay, mảnh đất Lệ Thủy Quảng Bình vốn dĩ màu mỡ, bờ xô rụng mật, thẳng cánh cò bay. Nhưng cũng có lúc sự trù phú an vui của con người nơi đây cũng vẫn bị những cơn trái gió trời của khí hậu thử thách. Đôi khi sự trở tính trái nết một lúc nào đó của dòng Kiến Giang đã góp phần rèn rũa cho con người nơi đây có một sức chịu đựng bền bỉ dẻo dai để gồng mình chống chọi với thiên nhiên. Là một vùng quê chiêm trũng, ruộng đất canh tác thấp hơn mực nước biển từ 0,7 đến 0,9 mét, nên để thích nghi với hoàn cảnh, chiếc thuyền đã trở thành một phương tiện thiết yếu không thể thiếu, và nó đã trở thành công cụ quan trọng phục vụ cho lao động sản xuất và đời sống hàng ngày của người dân. Cũng từ sự gắn kết máu thịt với con thuyền bến nước, người Lệ Thủy từ bao đời nay đã hình thành nên một lễ hội đặc sắc để cùng nhau đua tài. Thưa quý vị, thời điểm này thì đội nữ An Xá đã về đích. Vâng, đội An Xá đã về nhất. Như vậy là sau hơn một giờ đồng hồ vượt qua chặng đường đua gần 18 cây số cả chiều đi lẫn chiều về, các vận động viên đội hình đua nữ đã về đích. Và chúng ta đã đón đội An Xá về đích đầu tiên với khoảng cách so với các đội bạn rất xa. Trước đó là cháu còn sẽ nói thêm không khí với ta tiến một tí nhé. Chúng ta được chứng kiến sự nỗ lực của các vận động viên đang dồn hết lên đôi tay của mình. Trong tiếng hò rô hò hụi, tiếng trầm, tiếng trèo vụt vào vòng nước. Chúng ta thấy đội Lộc An của thuyền đua nữ đã cán đích thứ hai và đội Thượng Phong chuẩn bị về đích. Như vậy là kết quả của thuyền đua nữ là đội An Xá đã cán đích đầu tiên và thứ hai là đội Lộc An. Trong khi các đội thuyền đua nữ chuẩn bị cán đích và các thuyền đôi nam hạng B của chúng ta thì chuẩn bị chở hạt tiêu ở khu vực chợ Thủy An Thủy. Thank you.
Anh Tinh ơi. Họ đang hay, họ đang hay. Anh. Đó, hai người cùng lúc à? Đó lời chị chú ơi. Đang con, đang con thử vị chị chú ơi. Bác vị ơi, mới bảo con nó. Chúng ta được chứng kiến cảnh xuôi ngược trên dòng sông của hai hạng, hạng A và hạng B. Khoảng cách giữa các đội lúc này đang có sự phân biệt tương đối rõ ràng. Chúng ta được chứng kiến sự dậy sóng của dòng Kiến Giang. Các trai bơi đang dồn hết tất cả sức lực của mình vào mái chầm. Những chiếc đò bơi như mũi tên đang lướt vun vút trên dòng sông. Đang đứng quay vị trí cả đây rồi chú ơi. Khoảng cách giữa các đội lúc này là tương đối đồng đều, khoảng cách rất là sát nhau. Tuy nhiên khoảng cách này vẫn là khoảng cách tạm thời, bởi cự ly chặng đua còn rất dài. Con cháu sẵn sàng ở đây cả rồi chú ơi. Và thường trong đấu pháp của đua thuyền, giai đoạn nước rút là giai đoạn cực kỳ quan trọng. Thưa quý vị đang thấy thì ngay lúc này đây thời tiết vẫn đang mưa và có những lúc trời mưa rất xối xả. Nhưng mà không sao, trên cả đường các chặng đua trên dòng sông Kiến Giang, cả trai bơi, gái đua vẫn thể hiện hết sức mình, những kỹ thuật của mình để giúp đò của mình bứt phá trên các chặng đua. Những hình ảnh rất là cảm động khi những người nông dân mộc mạc cũng là những vận động viên đang quyết liệt, đang thể hiện tinh thần của mình trên các chặng đua. Và thưa quý vị, cách mạng tháng 8 thành công năm 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa giành lại quyền độc lập. Và nhân kỷ niệm một năm sự kiện trọng đại này thì ngày 2 tháng 9 năm 1946, thuyền Lệ Thủy đã tổ chức lễ hội đua thuyền. Và hàng năm thì lễ hội này vẫn được diễn ra vào ngày thiêng liêng này. Và mọi người thường gọi rằng đó là lễ hội đua thuyền mừng Tết độc lập. Và bên cạnh tôi ngay lúc này đây là nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ. Xin chào ông ạ. Cảm nhận của ông như thế nào khi mà sáng nay lễ hội của quê hương là lại được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia? Cái cảm nhận của tôi là rất hào hứng, muốn nhảy, muốn hò hét, thậm chí muốn thử một cái liền, nhưng mà nó quyết liệt cả. Chắc là già thế này thì không chỉ không bổ được cái dám cái đâu, nhưng mà hết sức quyết liệt, hết sức mạnh mẽ. Vâng, mà nếu như mà quý vị có mặt ở đây thì sẽ cảm nhận được những hình ảnh rất cảm động và thấy được cái không khí của chúng tôi ngay lúc này. Dù trời mưa to, dù xối xả thì dọc hai bên bờ sông người dân vẫn bám trụ ở đó, vẫn chạy theo các đồi đua, đồi bơi để cổ vũ. Và thưa ông, thì để mọi người hiểu rõ hơn giá trị về văn hóa, những cái giá trị văn hóa đặc sắc mà của lễ hội này, thì xin ông có thể chia sẻ thêm một số thông tin về những cái nét văn hóa mà lễ hội đang có ạ? Đua thuyền Lệ Thủy đấy, nó vừa giống vừa khác với các cái đua thuyền khác. Ít nhất là nó có những cái này. Thứ nhất, một truyền thống hết sức lâu đời và truyền mãi cho đến bây giờ. Thứ hai là sự đồng thuận của nhân dân với tính chất xã hội hóa rất cao. Nó như là một mẫu hình của xã hội hóa. Điều thứ ba là bắt đầu từ năm 46 nó gắn với độc lập dân tộc, gọi là Tết đua thuyền độc lập. Đây là một thành quả, là một giá trị của văn hóa cách mạng.
Thứ tư là cái nội lực của đua thuyền lệ thủy đấy, nó rất mạnh, nó có thể tích tụ được những cái văn hóa khác và nó lan tỏa văn hóa khác. Và cuối cùng chúng tôi coi đây là một cái tài nguyên về văn hóa, như trẻ di sản, nó có thể phát triển mạnh mẽ tương lai, phục vụ rất nhiều vạn người dân trong những địa phương. Và đối với một người con quê hương Lệ Thủy thì bản thân cháu cũng cảm thấy rất tự hào, và tự hào vô cùng khi sáng nay lễ hội đã được công nhận là một di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Vâng, và thưa chị Cẩm Vy và quý vị khán giả, đứng ngay cạnh tôi đây là ông Đặng Đại Tình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy. Vâng, xin chào ông Đặng Đại Tình ạ. Và thưa ông, là huyện Lệ Thủy là một địa phương có hai di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Vậy thì theo ông, huyện cần phải làm gì để bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản này, đặc biệt là trong vấn đề phát triển du lịch ạ? Thực hiện lời căn dặn của Đại tướng khi người về thăm quê, đó là phải giữ cho dòng sông Tiền Giang được trong sạch để hàng năm mở hội đua thuyền cho nhân dân đến xem, và đặc biệt là phải giữ cho được điều hò khoan lệ thủy của quê nhà. Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản của hò khoan lệ thủy cũng như lễ hội đua thuyền đã được lãnh đạo huyện qua các thời kỳ hết sức là quan tâm và đã được ghi vào trong nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện, đặc biệt là được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo nhân dân, cho nên mới có được kết quả như ngày hôm nay. Sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo để nghiên cứu và thấu hiểu sâu hơn về hò khoan lệ thủy cũng như lễ hội đua thuyền truyền thống, tiếp tục là phát triển cả về bề rộng chiều sâu về hò khoan cũng như đua thuyền bằng rất nhiều cái biện pháp, như tiếp tục là phát triển các câu lạc bộ hò khoan, rồi đưa hò khoan vào trong trường học, rồi chăm lo đào tạo và phát triển các cái nghệ nhân hò khoan, rồi khuyến khích các xã thị trấn, các thôn tổ chức tốt các lễ hội đua thuyền ở quy mô cấp xã, đồng thời có nhiều thuyền bơi, thuyền đua tham gia với lễ hội cấp huyện để tạo cho cái lễ hội cấp huyện vừa phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Thứ ba là chúng tôi tiếp tục là chỉ đạo để mạnh công tác tuyên truyền để cho giá trị của hai di sản thẩm sâu vào trong đời sống của nhân dân và lan truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, đồng thời là tiếp tục quảng bá giao lưu với các địa phương khác trong cả nước để đưa hai cái di sản đến với đông đảo nhân dân trong cả nước và dần dần xây dựng cái thương hiệu trở thành cái sản phẩm du lịch độc đáo của Lệ Thủy. Vâng, xin cảm ơn ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy về những chia sẻ vừa rồi ạ. Vâng, và thưa quý vị, cách mạng tháng 8 năm 1945, quốc khánh mùng 2 tháng 9 là những mốc son không thể nào quên trong lịch sử dân tộc. Và thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Lệ Thủy đã gặt hái được nhiều thành công, ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị, thưa các bạn, trên đội hình mà quý vị đang theo dõi là đội Nam B đang chuẩn bị chở hạ tiêu, và lúc này chúng tôi thấy đội Mai Hạ, Phan Xá và Phú Thọ đang tạm ở top đầu. Vâng, đội hình chở hạ tiêu của Nam B dẫn đầu hiện nay là đội Mai Hạ, tiếp đó là đội Phan Xá và thứ ba là đội Phú Thọ. Với cự ly đường đua dài 24 km, theo thực tế thì thi đấu của các vận động viên nam để thuyền bơi lướt về phía trước 1 mét thì mỗi vận động viên phải vụt mái chầm xuống nước 2 lần, và bình quân cứ 4 đến 5 phút đò bơi sẽ đi được khoảng 1.000 mét. Như vậy trong khoảng thời gian đó, các vận động viên phải thực hiện 2.000 động tác vụt chầm. Để hoàn thành chặng đường đua dài 24 km thì đòi hỏi các vận động viên phải có sức khỏe thật tốt, bền bỉ dẻo dai để hoàn thành đường đua trong vòng từ 80 đến 90 phút. Tốc độ bình quân của đò bơi nam là khoảng 16 km một giờ. Và điều đặc biệt nữa của môn bơi đua thuyền ở Lệ Thủy, trong quá trình thi đấu không có sự thay đổi vận động viên. Trong trường hợp nếu có vận động viên nào mệt thì họ chỉ được phép nghỉ tại chỗ ngay trên thuyền đua của mình. Lúc này các thuyền bơi nam hạng B của chúng ta chuẩn bị chở hạ tiêu. Nếu chúng tôi nhớ không nhầm thì năm 2016, đội thuyền đua của Mỹ Thủy đã lập kỷ lục
với chặng đường đua 24 km là trong vòng 84 phút. Vâng, chúng ta đang đón thuyền bơi nam hạng B chở hạ tiêu. Và đội Mai Hạ đã hoàn thành chở tiêu. Vâng, một hình ảnh rất là đẹp mắt. Quý vị vừa được chứng kiến màn chở hạ tiêu đầy ngoạn mục giữa hai đội Mai Hạ và Phan Xá. Vâng, đội Phú Thọ đang chuẩn bị chở tiêu. Như vậy là đội Mai Hạ, Phan Xá và Phú Thọ đã hoàn thành chở hạ tiêu. Đây là sự khéo léo tài ba của các vận động viên để các thuyền không chạm vào nhau. Sau Mai Hạ, Phan Xá và Phú Thọ thì đội Xuân Bồ và đội Thạch Bàn vừa thực hiện chở hạ tiêu thành công. Sau khi hoàn thành chở hạ tiêu thì các thuyền đua lại tiếp tục lướt sóng trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả ở hai bên dòng sông. Trên màn hình mà quý vị đang theo dõi là màn chở hạ tiêu của các đội còn lại. Màn chở hạ tiêu rất là ngoạn mục. Chị Kỳ Anh có nhớ cái kinh nghiệm mà chở hạ tiêu thế nào không nhỉ? Vâng, sự khéo léo tài ba của các vận động viên và các thuyền đua là làm sao cho thuyền đi cặp vé sát nách mà không chạm tiêu, mà cũng khéo léo để gìn giữ, không để va chạm vào thuyền của đội bạn. Như thế vừa tiết kiệm được sức mà lại rút ngắn được đường đua của mình mà không bị phạm luật. Vâng, như vậy là nó đã được nâng từ kỹ thuật, đó được nâng lên thành một cái nghệ thuật, đúng không ạ? Vâng, và đây cũng là yếu tố vô cùng quan trọng để các đội đua giành chiến thắng cho đội của mình. Các chàng trai của Quy Hậu đang nỗ lực với màn chở hạ tiêu. Xin chúc mừng các chàng trai của đội thuyền Nam B đã hoàn thành chở hạ tiêu. Đội Quy Hậu, đội hình Nam B là đội hình cuối cùng đã hoàn thành việc chở hạ tiêu. Do đặc điểm của con sông Kiến Giang nhỏ hẹp, chiều ngang con sông chỉ từ 30 đến 50 mét, ôm ấp lấy các làng xóm nên không gian khoảng cách giữa những vận động viên và khán giả là rất gần gũi. Bởi vậy, ít có lễ hội bơi thuyền nào mà khán giả lại có phong cách cổ vũ đặc biệt như ở vùng sông nước Lệ Thủy. Khi thuyền đến khúc sông nào thì người ở hai bên bờ sông ào lên như những cơn lốc, reo hò, người có nón thì vẫy nón, người có mũ thì ngoắt mũ, có người nhào cả xuống sông để tát nước cho chai bơi của mình và các chai bơi lại càng hăng hái hơn.
Lúc này chúng ta thấy ở hai bên bờ sông với các thuyền bơi rất là gần nhau. Ở trên đường dọc hai bờ sông là cảnh hàng ngàn người dân đang đi xe máy để chạy theo đoàn đua, để cổ vũ cho đoàn đua. Thứ hai Lộc An, thứ ba Thượng Phong, thứ tư Tuy Lộc, thứ năm Phú Thọ, thứ sáu Đại Phong, thứ bảy Lộc Hạ và thứ tám Lộc Thượng. Xin chúc mừng thành tích của các cô gái lệ thủy. Thời tiết lúc này đã mưa nặng hạt trở lại. Vào những thời điểm quan trọng nhất thì thời tiết lúc này đã mưa nặng hạt trở lại. Điều này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp rất lớn đến kết quả của các đội bơi. Đội hình Nam B thời điểm này là đang đến khu vực Tuy Lộc, gần đến khu vực Tuy Lộc. Và trong thời điểm này thì đội hình Nam A đang chuẩn bị chở hạ tiêu. Chúng ta thấy trên màn hình là đội Tân Thủy đang tạm dẫn đầu và đang chuẩn bị thực hiện màn chở hạ tiêu. Vâng, chúng ta trước mắt là chúc mừng cho đội Tân Thủy, bởi vì đây đội Tân Thủy lần đầu tiên tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. Vâng, xin chúc mừng và đội đến Tân thời Thủy. Điểm này đội Tân Thủy đã thực hiện thành công màn chở hạ tiêu. Chúng ta hình dung trên màn hình với dẫn đầu, tốp dẫn đầu của Tân Thủy thì khoảng cách giữa Tân Thủy với các đơn vị ở phía sau thì khoảng cách rất là xa. Vâng, khoảng từ 5 đến 600 mét. Hình ảnh mà quý vị đang theo dõi là sự cổ vũ nhiệt tình, nhiệt trình của khán giả dọc hai bên bờ sông. Vâng, bất chấp mưa gió, bất chấp ướt át, người hâm mộ tràn xuống cả lòng sông để khoát nước, cổ vũ, hò reo, động viên các vận động viên. Vâng, tiếng hò rô hò hụi, tiếng trầm, tiếng chèo vục vào vòng dòng nước, tiếng phách và tiếng mõ đã hòa vào nhau. Nó tạo ra một thứ âm thanh rất là sống động. Trên màn hình mà quý vị đang theo dõi là đội đua của Phú Thủy và tiếp sau Phú Thủy là Sơn Thủy. Vâng, đội Phú Thủy đã thực hiện xong màn chở tiêu.
chàng trai của đội Sơn Thủy đang thực hiện màn trở tiêu. Xin chúc mừng các đội Tân Thủy, Phú Thủy và Sơn Thủy đã hoàn thành màn trở hạ tiêu. Và sau đây là các chàng trai của Đại Phong đang thực hiện màn trở hạ tiêu. Vâng, những cái tình huống mà gay cấn thường thể hiện rõ nét nhất đó là cái màn tranh đua quyết liệt khi cặp về trở tiêu hay là bứt phá tách tốt. Tuy nhiên thì tinh thần thể thao và tính thượng võ thường thể hiện rất rõ nét trong những giai đoạn này. Các chàng trai An Xá cũng đã hoàn thành việc trở tiêu. Sau An Xá là các đội Lộc An cũng đã hoàn thành việc trở tiêu. Đội Thượng Phong đã hoàn thành trở tiêu. Đội Lộc Hạ, vâng, đội Lộc Hạ đang thực hiện màn trở tiêu. Trong trang phục màu áo Croatia, đội tuyển bóng đá Croatia, đội vừa hoàn thành màn trở tiêu rất là ngoạn mục. Chúng ta... Đây là đội Thượng Giang. Đội Thượng Giang thực hiện màn trở tiêu. Và họ đã thực hiện xong màn trở tiêu. Đội Tiền Thiệp thực hiện tốt màn trở tiêu. Chúng ta được chứng kiến màn cổ vũ của khán giả dọc hai bên bờ sông. Không chỉ hò reo khoát nước cổ vũ cho thuyền đua của địa phương mình mà các vận động viên vẫn rất vô tư cổ vũ cho tất cả các thuyền đua của các đội. Thank you.
Nhìn những hình ảnh trên, chúng ta mới hiểu được rằng nhiều khán giả từng nhận xét lễ hội đua thuyền của huyện Lệ Thủy rất là náo nhiệt và đông vui, ít nơi nào có được. Và có lẽ là lượng người hâm mộ, cổ động viên cũng là số lượng lớn nhất. Hình ảnh mà quý vị đang theo dõi là đội hình của Mỹ Thủy vừa trở tiêu. Và đặc biệt đội Mỹ Thủy mặc dù bị chìm thuyền trong quá trình thi đấu, nhưng với lòng quyết tâm và tinh thần quyết tâm của đội Mỹ Thủy, họ vẫn cố gắng vượt lên và bây giờ họ đã hoàn thành phần trở tiêu. Trên màn hình mà quý vị đang theo dõi là đội hình Nam B trên địa phận Tuy Lộc, một khuôn hình rất là đẹp với sự hộ tụ của tất cả các thuyền đua. Chúng tôi cũng xin thông tin đến quý vị và các bạn kết quả của các thuyền đua nữ theo thứ tự. Thứ nhất là đội An Xá, thứ hai là đội Lộc An, thứ ba là đội Thượng Phong và thứ tư là đội Tuy Lộc, thứ năm là đội Phú Thọ và thứ sáu là đội Đại Phong và thứ bảy là đội Lộc Hạ và thứ tám là đội Tuy Lộc. Đó chỉ mới là sự xếp hạng trong khoảng thời gian đó thôi, vì thời gian đã còn dài nên là thứ tự ngôi thứ của chặng đường đua, chứ chúng ta hãy chờ xem những thời gian tiếp theo. Chúng ta được chứng kiến một khuôn hình cận cảnh sự nỗ lực vượt bậc của các chàng trai Lệ Thủy. Những cánh tay rắn chắc đang vục những mái trầm xuống dòng sông Kiên Giang, tạo nên sự bứt phá vươn lên. Cái tàu bắt được cho thẳng.
Chúng ta được chứng kiến cái khoảng cách giữa thuyền đua đò bơi với các vận động viên và khán giả hầu như là hòa chung vào làm một, bởi vì dòng Kiến Giang rất là hẹp, nhiều khúc quanh co như khúc này. Đội hình Nam B đang chuẩn bị về đích. Và như chúng tôi được biết thì kết quả bước đầu vẫn chưa có sự thay đổi. Trên màn hình mà quý vị đang theo dõi là đò bơi của đội Mai Hạ. Sau Mai Hạ là đội Phan Xá. Đây là khoảng thời gian rất quan trọng. Như chúng tôi đã thông tin đến quý vị, giai đoạn nước rút chính là giai đoạn cực kỳ quan trọng. Và thưa quý vị và các bạn, đội Mai Hạ đã cán đích đầu tiên của đội hình Nam B. Xin chúc mừng đội Mai Hạ. Xin chúc mừng đội Mai Hạ đã hoàn thành đường đua của mình. Đây là khoảng thời gian rất quan trọng. Như chúng tôi đã thông tin đến quý vị, giai đoạn nước rút chính là giai đoạn cực kỳ quan trọng. Và thưa quý vị và các bạn, đội Mai Hạ đã cán đích đầu tiên đội hình Nam B. Xin chúc mừng đội Mai Hạ. Xin chúc mừng đội Mai Hạ đã hoàn thành đường đua của mình. Tiếp sau đội Mai Hạ, chúng ta đón các chàng trai của đội Nam A là đội Phú Thọ. Nam B. Đội Nam B của đội Phú Thọ. Đội Xuân Bồ đã cán đích thứ tư. Tiếp sau đội Mai Hạ, chúng ta đón các chàng trai của đội Nam A, đội Phú Thọ.
Quang cảnh rất là đẹp mắt ở nơi khúc sông uốn lượn. Trong khi các đội thuyền Nam A đang nỗ lực để về đích thì đội Nam B đã hoàn thành chặng đua của mình. Chúng tôi xin thông tin đến quý vị và các bạn thứ tự của các đội về đích của Nam B như sau. Thứ nhất Mai Hạ, thứ hai Phan Xá, thứ ba Phú Thọ, thứ 4 Sơn Bồ, thứ 5 Xuân Giang, thứ 6 Thạch Bàn, thứ 7 Đông Thành, thứ 8 Lệ Bình, thứ 9 Hoàng Giang, thứ 10 Xuân Bồ, thứ 11 Xuân Lai và 12 là Quy Hậu. Xin chúc mừng các đội thuyền Nam B đã hoàn thành trận đua của mình. Đội hình Nam A đã đến vị trí Quy Lộc trên hành trình trở về đích của mình. Đây là một chặng đua, một chặng đường còn lại cực kỳ quan trọng. Có lẽ thời điểm này, tất cả những kinh nghiệm và những đấu pháp của các đội sẽ được thể hiện rõ nét trong chặng đua này. Trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, một trong những cái nôi của nền văn minh non nước, quê hương của những dòng sông cần mẫn chuẩn phù sa, nên ở rất nhiều địa phương người dân vẫn tổ chức nhiều lễ hội đua thuyền như đua ghe ngò ở Nam Bộ, đua thuyền trên sông Hàn Đà Nẵng, sông Hương Huế. Do đặc điểm con sông Kiến Giang nhỏ hẹp chỉ từ 30 đến 50 mét, ôm ấp lấy các xóm làng nên không gian khoảng cách giữa các vận động viên và khán giả hầu như không có. Chính vì thế, địa lý của con sông Kiến Giang đã làm nên một nét độc đáo duy nhất riêng có của lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang và không có bất cứ một lễ hội đua thuyền nào của các địa phương khác trong cả nước có được. Đội hình Nam A đang nỗ lực cố gắng trên chặng đường về đích. Trên màn hình mà quý vị đang theo dõi là đội hình đội Tân Thủy, đơn vị đầu tiên tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. Và lúc này chúng tôi và thấy điều là gì đặc biệt đang diễn ra, lần đầu tiên Tân Thủy tham gia và hiện nay họ đang dẫn đầu của đội hình Nam A. Và chúng tôi thấy khoảng cách giữa đội Tân Thủy còn bỏ lại các đội phía sau rất xa. Vâng. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn chỉ thấy đội Tân Thủy thôi, còn các đội Nam A khác của chúng ta đang còn ở lại sau rất xa. Mà chúng tôi nghĩ là khoảng cách này là khoảng cách rất an toàn cho đội Tân Thủy về đích. Đây là một khoảng cách rất an toàn và chúng ta có quyền kỳ vọng vào thắng lợi giải nhất của đội Tân Thủy, đơn vị lần đầu tiên tham gia lễ hội. Vâng, xin chúc mừng các chàng trai Tân Thủy đã cán đích thành công. Đơn vị lần đầu tiên tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. Xin chúc mừng Tân Thủy. Chúng ta đã đón những chàng trai đầu tiên của đội thuyền Nam A về đích, đó là đội Tân Thủy. Xin chúc mừng đội Tân Thủy. Đội Tân Thủy đã làm nên một kỳ tích. Vâng, một khoảng cách rất là xa. Có lẽ là Tân Thủy sẽ lập một kỷ lục trong đua bơi thuyền truyền thống của huyện Lệ Thủy. Và tiếp theo là đội hình của các thuyền Nam A tiếp theo đang tiến về đích. Một khoảng cách rất xa và một thời gian tương đối dài giữa đơn vị
Tân Thủy về đầu và các đơn vị còn lại. Với những người dân Lệ Thủy, Quảng Bình, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khi đi làm ăn, học tập, sinh sống xa quê, Tết Nguyên đán có thể không về quê, nhưng cứ đúng dịp Tết Độc Lập, Tết mùng 2 tháng 9 thì nhất định con cháu, dâu rể nhà nào cũng sắp xếp công việc để về đoàn viên vui chung cùng với lễ hội. Có lẽ câu ca dù ai đi Tây về Đông, mùng 2 tháng 9 cũng mong về nhà xem hội quê ta, dưới sông bơi trải, nhà nhà cờ bay, cũng bắt đầu ra đời từ đó. Về Lệ Thủy trong những ngày tháng 8 mùa thu lịch sử này, khắp các đường thôn ngõ xóm, khắp các làng mạc, đâu đâu chúng ta cũng bắt gặp không khí rạo rực vui tươi của cờ hoa biểu ngữ. Và sáng mùng 2 tháng 9, từ khi chưa tỏ mặt người, trên bến dưới thuyền đâu đâu cũng tấp nập người đi dự lễ. Dòng Kiến Giang như ngỡ ngàng bởi hàng chục, hàng trăm con thuyền được trang hoàng đẹp và tiếng trống, tiếng chiên, tiếng mõ tưng bừng náo nhiệt khắp cả một vùng quê sông nước. Chúng ta đang được chứng kiến một cách cận cảnh những cánh tay rắn chắc như gọng kìm của các trai bơi đang ghi chặt mái chầm vục mạnh vào dòng nước đều tăm tắp. Vâng. Các thuyền Nam A đang nỗ lực để cán đích. Chúng ta đang lần lượt đón các đội thuyền đua của Nam A về đích. Thưa quý vị, sau gần 3 giờ đồng hồ tranh tài đầy quyết liệt và gay cấn, và nhưng cũng với tinh thần thượng võ và tinh thần đoàn kết, thì lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình năm 2019 đã thành công tốt đẹp. Và sau đây là kết quả của lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy năm 2019. Về nội dung thuyền đua nữ, về nhất là thuyền đua của An Xá, về nhì là thuyền đua của Lộc An, về thứ ba là thuyền đua của Thường Phong. Ở nội dung thuyền bơi nam hạng B, về nhất là thuyền bơi của Mai Hà, về nhì là thuyền bơi của Phan Xá và về thứ ba là thuyền bơi của Phủ Thọ. Và cuối cùng là ở nội dung thuyền bơi nam hạng A, về nhất là thuyền bơi của Tân Thủy, về nhì là thuyền bơi của Phú Thủy và về thứ ba là thuyền bơi của Sơn Thủy. Một lần nữa xin chúc mừng các đội đua đã giành đạt thành tích cao trong lễ hội bơi đua thuyền truyền thống huyện Lệ Thủy trên sông Kiến Giang năm 2019. Vâng, và thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng với chương trình, công ty Tuệ Lâm, công ty Anh Phong và công ty Tấn Phát Sport, và cảm ơn các đài phát thanh truyền hình trong cả nước đã hòa sóng trực tiếp chương trình lễ hội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.